phật tử đại bồ tát có mười thứ cung điện những gì là mười đó là bồ đề tâm là cung điện của bồ tát vì luôn chẳng quên mất thập thiện nghiệp đạo phước đức trí huệ là cung điện của bồ tát vì giáo hóa chúng sinh cõi dục bốn phạm trụ thiền định là cung điện của bồ tát vì giáo hóa chúng sinh cõi sắc sinh vào cõi trời tịnh cư là cung điện của bồ tát vì tất cả phiền não chẳng nhiễm sinh vào cõi vô sắc là cung điện của bồ tát vì khiến các chúng sinh lìa nơi có nạn sinh vào thế giới tạp nhiễm là cung điện của bồ tát vì khiến tất cả chúng sinh rất phiền não thị hiện nơi nội cung có vợ con quyến thuộc là cung điện của bồ tát vì thành tựu chúng sinh đồng hạnh thuở xưa hiện ở ngôi chuyển luân hộ thế thích phạm là cung điện của bồ tát vì điều phục tự tại tâm chúng sinh trụ tại tất cả Bồ Tát hạnh, du hí thần thông đều được tự tại là cung điện của Bồ Tát vì khéo du hí các thiền giải thoát tam muội trí huệ, được tất cả chư Phật thọ ký vô thượng tự tại nhất thiết trí vương quán đảnh là cung điện của Bồ Tát vì trụ trang nghiêm của đấng thập lực làm tất cả việc của đấng Pháp vương tự tại, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này, thì sẽ đắc được Pháp quán đảnh nơi thần lực tự tại của tất cả thế gian. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ ưa thích, những gì là 10? Đó là thích chánh niệm vì tâm chẳng tán loạn, thích trí huệ vì phân biệt các pháp, thích đi đến chỗ của tất cả chư Phật vì nghe pháp không nhàm chán, thích chư Phật vì đầy khắp mười phương vô biên bờ mé, thích Bồ Tát tự tại vì các chúng sinh dùng vô lượng môn mà hiện thân, thích các môn Tam muội vì nơi một môn Tam muội vào tất cả môn Tam muội thích đà la ni vì trì pháp chẳng quên truyền thọ chúng sinh thích vô ngại biện tài vì nơi mỗi câu văn trải qua bất khả thuyết kiếp phân biệt diễn nói không cùng tận thích thành chánh giác vì tất cả chúng sinh dùng vô lượng môn thị hiện nơi thân thành chánh giác thích chuyển bánh xe pháp vì diệt trừ tất cả pháp đạo khác đó là mười nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này, thì sẽ đắc được Pháp ưa thích vô thượng của tất cả chư Phật như Lai.